Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay thì bên Sula Hưng Yên nhà em sẽ hướng dẫn mọi người là khởi tạo kết nối ban đầu cho cái bộ BMS hiện tại bên em đang cung cấp. Đó là BMS Bluetooth của hãng Zika nhé. Đây là cái bộ em đang bán này. Thì dòng Zika thì tất cả các mạch thì đều có một cái phương pháp kết nối và làm như nhau. Hiện tại em mạch em đang sử dụng ở đây là mạch 200A. Công suất sạc xả liên tục là 200A và công suất khởi động là 350A. Sử dụng cho 4 đến 8S. 4S là 12V, còn 8S là 24V. Sử dụng được cho pin 3,7V và pin 3,2V. Hiện tại cái mạch này em đang bán là 1,6 triệu nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo. Mạch đây là mạch chính này, còn đây là dây kết nối của nó này. Dây kết nối của nó thì tương đối là dài nên là mọi người có thể bắt thoải mái. Đấy. Bản thân mạch đây, trên mạch thì nó sẽ có P trừ là cái đường công suất đi ra, nó sẽ bắt bằng hai cái này. Còn đây là B trừ là đường vào này. Đường ra đây. Mạch BMS của hãng Zika thì di công này thì nó sẽ sử dụng là ngắt dây âm nhé, còn dây dương thì nó chỉ có lấy dây nguồn vào đây thôi. Nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người là khởi tạo ban đầu cho nó, kết nối như thế nào, cài đặt ra sao, làm nào để nó hoạt động được khi mọi người mua về tự lắp. Đây, dây đầu tiên là dây đen, bao giờ nó cũng là dây âm này. Sau đó các dây tiếp theo là B1, B2, B3 và cuối cùng là dây B cộng. Đấy. Ở đây thì cái mạch này thì nó sử dụng được cho 8 cell, tức là từ 24V đổ lại. Thì hiện tại em đang lắp cho khách hàng ở đây là 230Ah và 12V 230Ah nhé, 4 cell. Sử dụng cell 230 của CATL. Hiện tại là cái cell này bên em đang cung cấp với giá là 2,1 triệu, còn cái mạch này là 1,6 triệu này. Còn công làm mấy vật tư các thứ thì tính sau. Đấy, còn về chi tiết thì linh kiện ở đây là 4 cell pin, mỗi một cell này là 2,1 triệu này. Còn cái bộ BMS này là 1,6 triệu. Bộ này có công suất là 200A, công suất khởi động là 350. Và cái nó có Bluetooth và cân bằng chủ động là 1A. Cái này nó có tích hợp sẵn mạch cân bằng rồi nên là không cần phải đấu mạch cân bằng ngoài đâu. Đấy, còn bên này thì của em cũng đang có hai bộ là lắp cho các bác khách hàng. Đây, một bác là dùng cho đánh cá này và một bác này sử dụng cho lưu điện năng lượng mặt trời. Cái mạch này, bộ này thì chi phí sẽ thấp hơn bởi vì là sử dụng mạch daily 12V 100A, công suất 1200W. Cái mạch này là 750.000 này. Một cái mạch cân bằng 5A, cân bằng chủ động 4S 5A bên ngoài, mạch này có giá là 400.000. Và cái cell pin này là 1,2 triệu một cell. Cell này là cell Tafel 136Ah, em đã giới thiệu nhiều rồi. Đây là đang trong quá trình sơ khai hoàn thiện, chưa dán băng dính, chưa gì mọi người nhá. Thì nó sẽ thành ra như này. Lúc nào hoàn thiện xong thì nó có cả, với dòng đánh cá thì nó phải có cả kèm hai cái chân sạc nữa. Còn lưu trữ năng lượng mặt trời chỉ cần hai dây ra thôi. Đây là bộ này là bộ 12V 136Ah. Còn bên này của em là 12V 230Ah, sử dụng mạch BMS Bluetooth 200A. Đấy, còn bên này thì mạch này nó có 100A, công suất là 1200W. Còn bên này là mạch 200A, công suất là 2400W. Đấy, là công suất tiêu chuẩn 2400W nhé. Hệ đều hệ 12V hết. Đây là cái mạch BMS này. Cách đấu lối thì cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây thì trên BMS Zika bao giờ nó cũng có hai cái cảm biến nhiệt độ này. Ở đây có cổng RS485 thì hai cái cổng này, cổng GPS, ba cổng này không dùng. Cổng này là cổng để đấu công tắc này. Cổng này kết nối cái gì thì em không rõ. Đây, công tắc đây. Cái công tắc này là 40.000 một cái nhé. Bác nào có nhu cầu mua công tắc thì cứ alo bên em sẽ bán kèm cái công tắc này cho mọi người. Còn nguyên cái mạch này là 1,6 triệu này, chưa bao gồm công tắc nhé. Công tắc là phải mua rời. 40 hay 50.000 một cái gì đấy, đại loại như vậy. Thì để khởi tạo được cho cái BMS này nó hoạt động thì mọi người phải đấu dây cho nó nhé. Trong quá trình mình đấu dây là mình phải rút rác ra. Đấy, bao giờ mình đo các thứ dây ok rồi thì bắt đầu mình mới cắm vào đây. Đấy. Mình mới cắm vào nhé. Còn trong quá trình mà đang đấu như này mà nhầm nó cháy BMS nhé. Đây này, chân màu đen là chân B0. Sau đó là chân tiếp theo là 3V2, chân tiếp theo là 6V4, chân tiếp theo là 9V. 9V6 này, chân tiếp theo là 12V và chân cuối cùng đây. Đấy, hai cái chân cuối cùng là hai chân dương vì của mình 4S mà. Đấy, đây, đấu vào đây này. Đây là chân đen là chân B0 này, chân B1 này, chân B2 này, chân B3 này và chân B4 này và chân B cộng ở đây.
B4 và B+ đây. B4 mọi người có thể thấy nhìn ở trên đây nó ghi là B4 này. Sau khi đấu xong lấy đồng hồ đo từng chân một nhá. Điện nó cứ tăng 3V21, 3V21 là ok. Đấy, sau khi đo xong như này thì bắt đầu mình sẽ cắm vào đây này. Phải xong việc rồi đo chuẩn ok rồi mới được cắm nhá. Còn nếu mà cắm mà vừa cắm vừa là cắm xong mà làm là đấu nhầm nó bị chết BMS đấy nhá. Đấy, còn nếu như có cái mạch BMS này thì có hai phương pháp khởi tạo. Một là sẽ cấp một cái nguồn là 14,6V vào cho nó thì nó sẽ tự bật BMS lên. Hai là chúng ta sẽ sử dụng công tắc. Ở trên công tắc thì mọi người sẽ giữ cái nút này khoảng 3 giây này. Đấy. Rồi nó kêu tít một cái nó sẽ lên, mọi người sẽ thấy nó có đèn đỏ này. Đấy, và ở đây thì cái đèn nó sẽ có một cái đèn đỏ nhấp nháy này. Đấy, trong mạch nó sẽ có một cái đèn đỏ nhấp nháy và ở đây nó sẽ lên một cái đèn đỏ cho mọi người. Trên máy quay của em nó là màu cam nhá. Còn thực ra nó là cái đèn màu đỏ đấy, nên các bác phải để ý một chút rồi. Sau khi đã khởi tạo xong, cái công tắc này có thể dùng hoặc không dùng nhé. Nếu mà các bác có nhu cầu mua công tắc thì em bán, còn bình thường em bán là không có kèm công tắc đâu. Công tắc là bán rời bên ngoài. Để cho nó hoạt động được thì mọi người bắt buộc phải tải ứng dụng quét mã này, hoặc tải cái ứng dụng là ZK BMS ở trên App Store hoặc là trên Android. Đây, mọi người sẽ mở cái ứng dụng ZK BMS ra này. Đấy, nó ghi là Zcomb này. Đấy, ở cái ứng dụng này thì bắt đầu mọi người sẽ bấm vào scan driver, nó sẽ tìm ra được cái BMS của chúng ta. Hiện tại đây là có hai cái BMS, một cái là 20S và một cái là 8S. Thì cái mẫu mình đang cần kết nối là mẫu ZK-B1A8S20P. Đây, mọi người sẽ bấm vào cái bên trên này. Rồi, khi kết nối thì nó sẽ hiện ra là điện áp của back pin đang là 13,2V, cường độ dòng điện là 00. Mọi thứ là changer đang off này, discharge đang off này, plug đang off này. Đấy, bây giờ nó ghi là kick to view alarm này. Bây giờ phải khởi tạo cho nó thì nó mới chạy được nhá. Còn bản thân nó đang bị khóa này. Đầu tiên để khởi tạo thì mọi người bấm vào setting cho em. Nếu lần đầu tiên kết nối thì mọi người sẽ điền mật khẩu là từ 1 tới 6 nhá. Mật khẩu thì có hai loại mật khẩu, một khẩu là từ 1 tới 6 và từ 1 tới 4. Đấy, mọi người thử hai cái mật khẩu đó. Máy của em thì nó được khởi tạo rồi nên là nó sẽ không đòi mật khẩu nữa. Mọi người bấm vào chữ setting này. Đấy, xong bấm vào cái chữ PVKD là password này, nhập mật khẩu vào đây. Mật khẩu mặc định của nó là từ 1 tới 4 các bạn không? Từ 1 tới 6 mọi người nhá. Mật khẩu mặc định là từ 1 tới 6. Đó, bấm Verify này. Sau khi từ 1 đến 6 rồi, mọi người sẽ chọn cho em cái loại pin mình đang lắp. Pin của em là 3,2V thì mọi người sẽ chọn là LiFe PO4 này. Rồi, sau khi chọn LiFe PO4 thì bắt đầu cái bộ pin nó sẽ hoạt động. Ở đây chúng ta sẽ chọn số cell này, cell cao này. Chỗ này thì chúng ta có 4 cell, chúng ta sẽ chọn 4 cell, ấn OK nhá. Rồi, tiếp theo là dung lượng của ắc quy, chúng ta sẽ nhập dung lượng ắc quy vào đây. Cái đèn mặt trời tắt đây. Cái bước này mọi người sẽ nhập cho em dung lượng ắc quy là 230, vì bộ này của em là 230, sẽ nhập là 230. Bấm vào Advanced Setting, bấm mũi tên đi xuống, nó sẽ thêm các mục. Đây. Tiếp theo là điện áp bảo vệ cell là 3V6 này. Điện áp ngắt cell là 2.6V này. Dòng tắt BMS là 2.5V, cell pin nó tụt xuống 2.5V nó sẽ bị tắt này. Bắt đầu cân bằng cell pin khi mà cell pin có điện áp từ 3.0V trở lên. Dòng cân bằng là 1.0A. Dòng sạc ở đây thì mọi người sẽ đặt cho em dòng sạc là 50 nhá. Có thể đặt 50 hoặc đặt bao nhiêu tùy thích, nhưng em ở đây em sẽ đặt 50. Cho hẳn 55 đi cho nó ăn chơi. Một tí nữa cái kia test 50 nó ngắt mất. Rồi. Dòng sạc 55 này. Tiếp theo là dòng xả này. Dòng xả ở đây là mặc định của cái bo này là 200, chúng ta sẽ đặt là 200A, kệ nó. Rồi, có vậy thôi. Sau đó là mọi người như vậy là xong rồi. Bây giờ quay sang bên status này. Đấy, lúc này thì nó vẫn chưa hoạt động nhá. Nó đòi, nó sẽ hiển thị lên một cái dòng là PVKD in time. Tức là nó yêu cầu đổi mật khẩu mặc định. Mật khẩu mặc định từ 1 đến 6. Bây giờ chúng ta sẽ đổi mật khẩu thành từ 1 đến 8 chẳng hạn. Mọi người sẽ bấm vào Control này. Bấm vào More đổi mật khẩu này. PVKD là đổi mật khẩu cái dòng trên này này. Đấy, mật khẩu cũ là từ 1 đến 6 này. Rồi, sau đó nhập mật khẩu mới nhá. Mật khẩu mới này là không được quên nhá. Quên là phải gửi mạch với bên em để bên em reset đấy. Mật khẩu mới này sẽ đặt từ 1 đến 8 đi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 đấy. Mật khẩu cũ là từ 1 đến 6, mật khẩu mới đặt từ 1 đến 8, đặt làm sao cho nó dễ nhớ. Còn nếu mà quên rồi là sẽ phải gửi máy, gửi mạch về bên em để reset. Ấn OK này. Rồi, nó đã bảo là set password thành công. Bây giờ sẽ quay ra và quả pin nó bắt đầu nó sẽ hoạt động này. Đấy, nó sẽ không cảnh báo gì nữa. Nó sẽ hoạt động. Ở đây chúng ta sẽ đọc các thông số này, điện áp của bộ pin này, công suất đang xả này, dung lượng còn lại nó đang tính toán là 69%. Dung lượng là 230Ah này, dung lượng còn lại 158 này, cycle này. Đấy, điện áp 3,299 này. Dòng cân bằng nó chưa hoạt động nhá. Đây. Chúng ta phải bấm vào control này, sau đó là tích vào bật chế độ sạc này, bật chế độ xả này, bật chế độ cân bằng AQUI này. Đấy, còn đây là kết nối với màn hình, đây kết nối với cổng can, đây là tắt nhiệt độ, đây là kết nối với cả màn hình hiển thị. Đấy, những cái gì phụ kiện không có thì chúng ta sẽ không sử dụng tới nhá. Rồi. Sau khi bật ba bật rồi. Đây. Đi sạc này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lạp pin nhá. Để lạp pin cho nó thì em sử dụng bộ cấp nguồn này. Dây dương sẽ kẹp vào đây. Ở đây hiện tại là em chưa hoàn thiện cái chưa hoàn thiện phần da, chưa bọc vỏ cho nó. Hơi ngắn tí nhỉ. Ở đây, kẹp vào đây. Đấy. Hiện tại đang cho nó sạc với dòng là 25A này. Đây. Dòng lạp em đang đặt là 25,6. Cái dây này của em là dây 25 nhé. Nhưng mà em sẽ test dòng sạc 50 cho mọi người. Để 50 cái dây này nó nóng lắm. Vì dây nó chỉ chịu được dòng 25 thôi. Em sẽ tăng dòng lạp lên 50A cho mọi người xem. Đây. 14,6V 50A này. Đấy, dòng lạp lên 14,7 50A. Đây. Trên màn hình máy nó sẽ báo là 49,2. Vì sao? Vì cái dây này nó bé, nó bị quá tải nên nó bị tụt áp, nên trên đây nó chỉ báo có 49,2 thôi. Còn khi sạc với dòng công suất vừa thì là nó sẽ báo đủ, vì cái dây này nó bị nhỏ quá, nó tụt áp, vì dây của em nó chỉ chạy có 25A. Đấy. Đến cái bước này rồi thì công suất sạc đang là 665W này. Đấy, dung lượng AQUI đang tăng lên, dòng cân bằng nó bắt đầu cân bằng này. Đấy. Chế độ cân bằng đang là discharge này. Nó bắt đầu là cân bằng là xả, tức là lấy từ cell cao bù sang cell thấp. Chế độ sạc bật, chế độ xả bật và chế độ cân bằng đang hoạt động ở chế độ discharge. Ở đây chúng ta sẽ xem điện áp của từng cell nhé. Cell màu đỏ là điện áp thấp, còn cell màu xanh là điện áp cao. Đấy, khi em tắt đi em không cho sạc nữa. Đấy. Cell màu đỏ điện áp thấp này, cell màu xanh điện áp cao, nó sẽ lấy điện áp từ cell màu xanh là cell số 3. Màu xanh kiểu dạng màu xanh dương, xanh nhạt. Đấy, đẩy sang cell số 2, tức là nó sẽ tự động chuyển như vậy. Và đây là dòng cân bằng của nó này. Nó là 1,0 và 0,99A. Về bộ pin thì khi đấu thì hoàn thiện bên em như này. Đây có dán băng dính các thứ này. Bộ pin bên em hoàn thiện thì sẽ bảo hành cho mọi người một năm nhé. Bảo hành bao gồm BMS các thứ, thì cái giá bán thì bên em sẽ cộng thêm giá bảo hành nữa. Còn nếu mọi người mua cell về tự ráp thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho mọi người một tháng. Cell pin hiện tại là 2,1 triệu này. Còn mạch BMS hiện tại đang là 1,6 triệu này. Công tắc 40.000, dây cốt các thứ lặt vặt nữa. Bây giờ mình sẽ cho nó sạc. Em cho nó sạc khoảng dòng khoảng 20 10A thôi. 10 này. Đấy, cho sạc dòng 10A nhé. Chờ trên màn hình nó sẽ báo này. Màn hình nó đang báo đang sạc là 9,5A này. Công suất sạc xem bao nhiêu. Công suất sạc là 127,4W. Nó đang sạc đây, điện áp các cell đây. Điện áp các cell đang là 3,3V. Còn cái đuôi nó khác nhau một chút, nó sẽ tự cân bằng. Cái mạch Zika này nó có một cái hay là nó sẽ tự cân bằng như vậy. Đấy. Hiện tại thì hôm nay em đã hướng dẫn mọi người là khởi tạo và kết nối dành cho BMS của hãng Zika. Đấy. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ Sola Nghiên. Số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.